đậu thêm bầu trời sao cho chiếc G63 AMG này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Không có cửa sổ trời tại khoang sau, thế nên cái trần sao nó sẽ được kéo dài ra tít ở phía sau luôn. Hello, hello, xin chào bạn, chào mừng bạn trở lại với Johnny SuperCar Vlog. Hôm nay thì Johnny sẽ lên cho các bạn một chiếc G63 AMG đã qua sử dụng và đã được lên thêm gói độ Brabus full ngoại thất các bạn nhé. Đó, chiếc này thì có ngoại thất màu xanh rất ấn tượng luôn các bạn này. Đó, South Sea Blue chính là tên của cái màu ngoại thất trên chiếc G63 AMG này. Em này thì mình cũng đã từng giới thiệu cho anh em thời điểm em nó mới về Việt Nam này. Đó, chiếc này thì có ngoại thất màu giống hệt với chiếc G63 của idol SHMi luôn các bạn nhé. Trong bộ siêu tập của SHMi thì có chiếc G63 AMG màu này, và đâu đó có một hay là hai chiếc siêu xe nữa cũng có ngoại thất màu này luôn. Và đây là màu South Sea Blue mà G-Class tại thị trường toàn cầu cũng như thị trường Việt Nam được gọi tên. Đó, chúng ta sẽ quan sát một vòng trước khi đi vào các chi tiết của em G63 này. Có lẽ là anh em nếu mà thường xuyên theo dõi Johnny Supercar hay là One Shot Review thì các bạn biết được là chiếc G63 này thì nó cũng khá nổi tiếng, bởi vì em nó cũng xuất hiện rất nhiều trong các clip của mình các bạn nhé. G63 AMG và bộ body kit Brabus tại ngoại thất. Đây là bộ body kit trong gói độ B800 của hay là G800 gì đó của thương hiệu độ Brabus rất là nổi tiếng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào các chi tiết của em nó này. Có lẽ là các điểm nổi bật của G63 thì mình cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều nữa rồi các bạn nhỉ. Dưới nắp capo là khối động cơ V8 4.0 lít 577 mã và 850 Nm các bạn nhé. Kết hợp với hộp số tự động là hộp số 9 cấp. Tiếp theo chúng ta sẽ đến xem cái gói độ Brabus này nó bổ sung thêm các chi tiết nào. Nhiều người khi đi bên ngoài thì thấy cái logo chữ B kia là không biết là đây là xe của thương hiệu nào. Tuy nhiên đây là logo của Brabus các bạn nhé. Cái logo này nó đã thay thế cho cái logo ngôi sao ba cánh của những chiếc G63. Phía trên thì có camera trước trong hệ thống camera 360 này. Đây chính là tổng thể phần đầu của chiếc G63 đã được lên body kit của Brabus. Phần dưới với các khe hút gió cũng được làm mở rộng này. Và với cái gói độ này thì thân của em nó cũng được làm mở rộng thêm một chút ở các cái phần ốp hai bên thân xe. Nắp capo thì được bổ sung thêm một cái chi tiết làm từ chất liệu carbon các bạn nhé. Đây, chất liệu carbon này. Logo Brabus cũng xuất hiện ở phía trên này. Còn cái sinh nhan đặt cao đây thì là quen thuộc của G-Class rồi, cũng như G63. Em này cũng được lên thêm hai cái dải LED ở phần trên mui xe các bạn kìa. Đó, giúp cho các bạn có thể chiếu sáng được tốt hơn khi đi trong những cái địa hình mà không có ánh sáng của đèn điện hay là ánh sáng tốt các bạn nhé. Ví dụ như các bạn đi rừng thì bật cái đèn đấy lên thì nó cứ sáng trưng cả một cái vùng trời luôn. Đó là phần đầu của chiếc G63 lên body kit của Brabus. Đây chính là cái chiều ngang của xe các bạn này. Đó, với gói độ này thì em nó cũng được lên cái bộ mâm mới thương hiệu Brabus các bạn nhé. Bộ mâm này thì có kích thước là 23 inch, lốp là 305/30 ở phía trước anh em ạ. Đó, 23 inch và 305/30 ở phía trước. Có logo Brabus ở phía trên. Logo Brabus tại tâm bánh. Chiếc này thì có phanh đĩa đục lỗ thông hơi khá là to cùng phanh màu đỏ. Đây là cái trang bị zin của những chiếc G63 AMG đó anh em. Với cái gói độ Brabus thì phần ốp tại cột A cũng được bổ sung thêm cái chi tiết mang cá giả này, logo Brabus này, logo AMG này. Ở đây thì thường nó sẽ có logo V8 biturbo, tuy nhiên khi ốp thêm cái phần này vào thì nó sẽ phải bỏ cái logo đó đi. Gương chiếu hậu sơn màu đen tích hợp dải LED báo rẽ, có camera hai bên trong hệ thống camera 360 quen thuộc của những chiếc G63 rồi. Chúng ta có bậc lên xuống gắn cố định hai bên thân xe này, ống xả AMG đặt đối xứng hai bên nằm dưới cái bậc lên xuống các bạn nhá. Có một cái chi tiết đèn bổ sung ở đây này, đó cũng là một chi tiết trong gói độ Brabus đấy anh em. Em này thì lên thêm cái bộ tem của phiên bản Edition 1. Mâm sau cũng có kích thước 23 inch của thương hiệu Brabus giống như ở phía trước các bạn nhá. Đĩa phanh khá to, bên trong có đục lỗ thông hơi cùng phanh thật là ít bít tông hơn so với ở phía trước. 305/35 R23, đó là kích thước lốp của chiếc G63 lên body kit Brabus này. Đó, cái mâm 23 inch thì nó cũng đẹp hơn các bạn nhỉ. Vòm bánh trước và vòm bánh sau mở rộng. Đây chính là cái tổng thể phần đuôi của chiếc G63 AMG lên Brabus đang được chào bán lại tại Auto 568 517 kim mã các bạn nhé. Phần đuôi sẽ có gì? Cái điểm nhấn đầu tiên có lẽ là cái cánh lướt gió Brabus này. Đó, cái cánh lướt gió này làm từ chất liệu carbon các bạn nhé. Có logo Brabus hai bên này. Nhìn là carbon nó thấy đẹp rồi anh em ạ. Nó được làm gắn tít ở phía trên mui xe luôn. Và phần đuôi nó cũng sẽ có ốp bánh dự phòng phía sau làm từ chất liệu carbon và có logo Brabus ở phía trên. Đây là cái tổng thể phần đuôi của em G63 màu South Sea Blue này anh em này. Đó. Cửa mở thì vẫn là mở ngang, quen thuộc rồi anh em nhé. Logo G63 bên này, chiếc này thì không gắn logo của Brabus ở phía sau. Đây các bạn nhìn, vị trí đây các bạn mở cửa này. Đây chính là nội thất bên trong của em nó. Với cái tấm này màu đỏ thì nội thất bên trong của em nó thì có màu tổng thể là màu đỏ các bạn nhé. Đó là một cái chi tiết giúp cho các bạn biết được cái nội thất bên trong có màu tổng thể là màu gì. Đây các bạn khi mở cái cửa sau ra, chúng ta sẽ có một không gian để đồ rất rộng. Với không gian này thì không những để được những bộ gốp mà các bạn có thể để được những cái đồ dùng cá nhân ở bên trong một cách thoải mái luôn anh em ạ. Đó, không gian với thiết kế vuông vức và cái chỉ có 4-5 chỗ ngồi ở bên trong thôi thì các bạn sẽ thấy này, cái không gian để đồ rộng chưa anh em. Và đóng vào này, các bạn nghe mình đóng cửa nhé. Đóng cửa nó có thể mạnh mẽ như thế này này. Đó, đóng cửa nó cứ phầm phập như thế luôn. Đây chính là cái tổng thể phần đuôi của em G63 lên body kit Brabus, ngoại thất màu South Sea Blue. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào bên trong và khám phá nội thất của em nó xem có gì khác biệt so với một chiếc G63 tiêu chuẩn không các bạn nhá. Đấy, chúng ta vừa đi khám phá một vòng ngoại thất rồi, bây giờ thì sẽ vào nội thất của xe. Bây giờ mình sẽ mở cửa và vào cái hàng ghế thứ hai trước các bạn nhá. Đây chính là cái hàng ghế thứ hai của em nó. Nội thất bên trong như mình giới thiệu từ lúc nãy sẽ có màu đỏ là màu chủ đạo. Hai bên thành cửa ốp carbon này, đây là một chiếc G63 nhập tư nhân gần như option full đó các bạn. Loa Boommaster này, có thông hơi và làm mát cho ghế ngồi ở phía sau. Chiếc này thì ghế sau chỉnh cơ không phải là chỉnh điện các bạn nhé. Đây là cái hàng ghế thứ hai với ghế ngồi được bọc da màu đỏ. Tuy nhiên chủ nhân của xe đã độ thêm này các bạn này, độ thêm bầu trời sao cho chiếc G63 AMG này. Đó các bạn nhìn thấy không? Không có cửa sổ trời tại khoang sau, thế nên cái trần sao nó sẽ được kéo dài ra tít ở phía sau luôn. Chúng ta cũng có thể thay đổi được nhiều kiểu màu khác nhau cho cái trần sao này các bạn nhé. Phía dưới thì chúng ta vẫn sẽ có 3 vị trí ngồi rộng rãi này. Cửa gió điều hòa cho khoang sau dạng tua bin và có hệ thống điều hòa tự động dành cho khoang sau. Cái trục dẫn động nó được làm khá là thấp giúp có thể ngồi được 3 người. Và tất nhiên ở vị trí giữa kia cũng sẽ có một cái bệ tì tay anh em nhé. 3 cái tựa đầu được làm riêng biệt cho khoang sau. Cái điểm nhấn chính là cái bầu trời sao xuất hiện ở phía trên các bạn nhé. Đây là độ thêm tại Việt Nam này. Đó là cái khoang hàng ghế thứ hai trên chiếc G63 AMG này. Bây giờ chúng ta sẽ lên cái khoang trước để khám phá chính các bạn nhé. Khoang trước sẽ có những cái gì đặc biệt. Mở cửa vị trí ghế lái vẫn có ốp carbon này, bọc da màu đỏ này, loa Boommaster. Tuy nhiên ghế lái sẽ có chỉnh điện đa hướng, nhớ 1, 2, 3 vị trí này, thông hơi làm mát ghế ngồi này. Và đây là cái cụm để các bạn điều chỉnh cái hệ thống cửa kính 4 cửa của xe và điều chỉnh hai cái gương chiếu hậu hai bên. Phần dưới thì có các cái ngăn để đồ này. Logo AMG vẫn sẽ xuất hiện tại bậu cửa trên một cái nền ốp kim loại, bậc xuống gắn cố định. Các bạn có thể bước chân lên đây để bước vào bên trong nhé. Đây, quan sát luôn là hai vị trí ghế chính trên chiếc G63 AMG này. Các bạn có thể quan sát cái bầu trời sao phía sau nó lung linh chưa? Nó giúp tô điểm cho hai cái ghế ngồi này nó đẹp hơn. Ghế ngồi AMG thế nên các bạn cứ yên tâm là ngồi nó phê cực kỳ luôn. Mình đã có cơ hội chạy một vài chiếc G63 và cái cảm giác chung là dù đó là một chiếc SUV, tuy nhiên với sức mạnh là 577 mã lực thì nó chạy phê cực kỳ. Khi các bạn vào cua ấy, hai cái phần nhô ra hai bên này, đó, hai cái phần thành ghế nhô ra hai bên này nó sẽ bó vào và nó ôm lấy cái phần thân của bạn, giúp cho thân của bạn nó luôn cố định tại vị trí chính giữa của xe. Khi các bạn tăng tốc và vào cua ấy, phải nói là nó phê cực kỳ luôn, chạy mới thấy nó sướng anh em ạ. Có đục lỗ thông hơi và làm mát cho ghế ngồi phía trước, thành ghế được làm nhô cao. Phần dưới cái thành ghế này cũng được làm nhô lên các bạn này. Chiếc này thì chỉnh điện các bạn nhá. Nhìn ở đây không có cái vị trí chỉnh điện bởi vì chỉnh điện nó được đặt ở phía trên này, giống những chiếc mẹ khác rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ vào bên trong này. Bước vào bên trong thì các bạn sẽ phải bước lên cái bậc lên xuống này. Đó, bậc lên xuống. Và các bạn sẽ bám vào đây và kéo lên. Đây chính là cái không gian khoang cabin của em G63 AMG. Ngoại thất màu xanh South Sea Blue, độ thêm body kit Brabus các bạn nhá. Đó, chiếc này thì có vô lăng AMG bọc da lộn hai bên này, ốp carbon trên dưới này, có các cái phím để các bạn cài đặt các công nghệ an toàn, trong đó có adaptive này, phanh khoảng cách này, khoảng cách với xe phía trước này, set cruise control này các bạn này. Đây là các cái phím tắt khác về home này, back này và cái nút con lăn để các bạn điều chỉnh cái màn hình này. Ra lệnh giọng nói, volume ở trên này, nói chung là rất là đầy đủ của một chiếc mẹc rồi. Logo AMG xuất hiện phía dưới này. Đây có lẫy chuyển số thể thao phía sau vô lăng các bạn nhá. Bây giờ thì mình sẽ để nổ lên cho các bạn nghe thử âm thanh này. Đó, các bạn nghe không? Nghe tiếng bô từ hai bên thân nó vọng ở bên trong khoang cabin của anh em. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi khám phá hai cái màn hình nhé các bạn nhé. Đầu tiên là cái màn hình điện tử 12,3 inch phía sau vô lăng. Chiếc này thì đã lăn bánh được 30.509 km rồi. Đó, cái màn hình này các bạn có thể thay đổi được nhiều kiểu hiển thị khác nhau. Tuy nhiên với chiếc này thì mình đã giới thiệu quá nhiều rồi. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu nhanh và giới thiệu qua thôi anh em nhá. Với cái kiểu hiển thị này thì bên này nó đang hiển thị ô đô này, bên này nó hiển thị map này, chính giữa nó đang hiển thị vòng tua máy và tốc độ này, PRND đang ở chế độ Comfort này và logo AMG này. Còn 3 vạch xăng ở trên cái màn hình này các bạn này. Đó, nó sẽ hiển thị đây. Các bạn cũng có thể thay đổi được nhiều kiểu hiển thị thông qua cái cụm điều chỉnh ở trên cái vô lăng này các bạn nhá. Rồi, bỏ qua cái màn hình phía sau. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái màn hình giải trí ở vị trí trung tâm này. Các bạn sẽ không dùng được cảm ứng ở trên cái màn hình này mà các bạn sẽ phải dùng cái cụm này để điều chỉnh cái màn hình phía trên. Đây, mình sẽ về lại Home này, xoay này, dùng cái núm xoay để mình vào và chọn cái nào mà mình muốn vào các bạn nhé. Có Navigator này, Radio, Media, Telephone, In-Car Office này, Connect này, V-Here này. Mình sẽ vào V-Here cho các bạn xem này. Có những cái gì các bạn sẽ cài được Seat, Climate Control, Dynamic Select này, Assistant này, Consumption này, có Live Setting này. Phía dưới nó còn hai cái nữa, V-Here Setting và Our Menu. Đó là vào cái V-Here các bạn nhé. Mình sẽ back lại này. Chiếc này thì không có Comfort rồi các bạn, không có Comfort này. Navigator, Media, Telephone. Đó là những cái tính năng các bạn vào được đây. Có camera 360, các bạn sẽ kích hoạt ở phía dưới này. Nó cái nút camera 360 này, các bạn sẽ ấn vào đây này. Thì nó sẽ hiển thị cam 360 này. Các bạn nhìn đâu, cái nền nó đang bóng do nó nồm và ẩm đó các bạn, ướt đó. Các bạn sẽ thay đổi được nhiều kiểu. Đó. Đây là góc siêu rộng phía trước này, góc rộng bình thường phía trước này, side by side này, và góc siêu rộng phía sau này, góc rộng vừa phía sau này, các bạn thấy quan sát này. Và đây chúng ta cũng có cái góc nhìn từ trên nhìn xuống anh em nhé. Đó là cam 360 của em này. Các bạn ấn vào đây start đi. Trên này chúng ta sẽ có gì? Đầu tiên mình sẽ giới thiệu cụm này đi. Nút khởi động Start Stop Engine nó nằm ở cái góc này. Đây là cái cửa gió điều hòa dạng tua bin và em này thì có hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập phía trước và một vùng ở phía sau các bạn nhé. Chúng ta có khóa vi sai trung tâm, khóa vi sai cầu trước, khóa vi sai cầu sau. Các bạn sẽ dùng ba cái nút này để cài đặt. Phía dưới này chúng ta có hệ thống điều hòa gồm tăng giảm nhiệt độ này, lượng gió này, hướng gió này, thông hơi và làm mát này, mắc này, xấy kính phía trước, xấy kính phía sau này, AC lấy gió trong lấy gió ngoài này, menu reset này. Và với những chiếc G63 thì chúng ta sẽ luôn có một cái đồng hồ iVFC các bạn nhé. Đây là đồng hồ quen thuộc trên những mẫu xe hiệu suất cao của Merc. Phía dưới này còn phím tắt như Navy, Radio, Media, có theo này, vào ca này và đèn hazard này. Phía dưới này các bạn nhìn thấy không? Ốp carbon này, các bạn sẽ ấn này thì nó sẽ ra này. Đó, ốp carbon siêu đẹp luôn. Các bạn ấn vào đây để mở ra hai cái khay để cốc này. Và các bạn có thể để chai nước ở đây. Phía dưới này thì không có cổng sạc các bạn ạ, không có cổng sạc. Đây là chìa khóa của em nó này. Không dùng đến các bạn sẽ bỏ vào đây và các bạn sẽ di chuyển một cách bình thường. Tiếp theo cái cụm phía dưới này với một chiếc xe tư nhân thì rất nhiều carbon anh em nhá. Nút chuyển chế độ lái gồm bao nhiêu chế độ lái các bạn nhỉ? Wow. Đây các bạn nhá, rất nhiều các chế độ lái nó sẽ nằm ở trên này gồm Slippery, Individual, Comfort này, Sport này và Sport Plus này. Ngoài ra nó cũng sẽ thay đổi ở phía trên cái màn hình này. Đây các bạn này đang đây cái đỏ lòm này chính là Sport Plus này, trên này chính là Sport này, lên này là Comfort này, đây là Individual này và đây là Slippery này. Đó, có tổng cộng là 5 chế độ lái khác nhau các bạn nhá. Dùng cái nút Drive đây, cái nút Dynamic này để các bạn chuyển chế độ lái này. Cài đặt đây là cài đặt tổng thể các bạn. Còn đây là cài đặt hệ thống treo này, tắt chống chân trượt này, back này, home này và cái núm xoay này để các bạn điều chỉnh cái màn hình phía trên. Volume này, kích hoạt hệ thống ống xả thể thao này, camera 360 này, low range này, hạ thấp cái khung gầm xuống đó các bạn. Và với chiếc này thì cũng sẽ có bệ tì tay được bọc da màu đỏ. Các bạn ấn lên đây, chúng ta sẽ có một cái khay để đồ phía dưới. Có cổng sạc dạng USB và khe cắm thẻ nhớ SD các bạn nhá. Không dùng đến các bạn sẽ đậy lại. Đây chính là cái ghế ngồi, ghế phụ này các bạn này. Cũng được nhớ vị trí này và chỉnh điện đa hướng, loa Boommaster. Vị trí này cũng được ốp carbon anh em nhé. Đây là cái vị trí để các bạn nắm khi đi off-road, rồi ghế phụ để nắm vào đấy các bạn. Và nhìn các bạn nhìn bầu trời sao, nhìn từ phía trước nhìn ra phía sau này. Đẹp chưa anh em? G63 AMG lăn bánh 30.000 km đang được chào bán lại với giá là hơn 11 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam các bạn nhé. Hơn 11 tỷ đồng cho chiếc G63 AMG này, anh em thấy sao? Nếu như anh em yêu thích hãy chốt và comment ở phía dưới các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.